tĩnh lại chưa Vi ha? Bình tĩnh chưa nào? Bình tĩnh chưa? Nói một lời đi, nói một lời gì đó đi để biết là mình tĩnh rồi. Không được đạp vào kính, đừng mở kính, mở kính đừng đạp vào. Chửi cái này do anh người. Đây, em nói một lời nào đó đi, đã tỉnh nó đáng lại chưa? Không có vấn đề gì xảy ra chưa? Có con nào chui vô trong đó chưa? Hình như là anh ơi, nó lại chơi đúng cái trò chơi là đổ cho 100 lít nước, bây giờ là 101 lít rồi đó. Anh Đức Hải ơi, một cái chữa con chữa đã xin lấy vậy em chui đi.